đánh đòn mạnh vào NATO. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chiến trường Ukraine trong những ngày qua tiếp tục có những diễn biến mới. Vũ khí mà phương Tây viện trợ cho Ukraine phần nào đã hoạt động hiệu quả. Nhưng mà làm cách nào để những quả đạn pháo và tên lửa đó được an toàn trước khi đặt lên bệ phóng thì không ai có thể giúp Ukraine. Các kho đạn của họ liên tục bị phá hủy, hoạt động trên chiến trường trận thắng trận bại, khiến cho người ta chưa thể nhìn thấy cửa thắng của Kiev trong đợt phản công này. Ngoài ra, những vấn đề nhức nhối về viện trợ và sự ủng hộ của đồng minh vẫn luôn trực chờ phá hủy tất cả những nỗ lực của ông Zelensky. Và tất cả sẽ có trong chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Ngay sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Đánh từ hậu phương, Ukraine đang muốn dồn quân Nga ra khỏi tiền tuyến. Mấy ngày hôm nay thì quân đội Ukraine liên tiếp thực hiện các cuộc tấn công vào Luhansk, mục đích là buộc quân Nga phải rút khỏi tiền tuyến. Quan sát các tín hiệu trên chiến trường, chúng ta sẽ thấy rằng Ukraine đang có ý định đẩy các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của mình về phía đông. Điều này có thể tạo ra cơ hội cho Kiev tổ chức một cuộc tấn công lớn bằng cách sử dụng các hệ thống pháo phản lực phóng loạt và không quân. Nếu như không có sự hỗ trợ của những loại vũ khí này, cuộc phản công của Kiev sẽ hoàn toàn không thể thực hiện được. Tuy nhiên, một động thái không thể lý giải đó là tại sao lực lượng vũ trang Ukraine lại sử dụng tên lửa hành trình chiến thuật đắt tiền để tấn công Luhansk. Thực ra là hành động này, ngoài mục đích đe dọa dân thường và buộc Nga phải củng cố khu vực này bằng các hoạt động tác chiến điện tử và phòng không, Ukraine còn muốn Nga phải rút khỏi tiền tuyến để quay lại phòng thủ và từ đó làm chậm đà tấn công của Nga. Vào sáng ngày hôm qua, ngày 15 tháng 5, hai cuộc tấn công tên lửa đã được thực hiện ở Luhansk bằng cách sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh. Người Nga đã thu được mảnh vỡ cho thấy Ukraine đã dùng loại tên lửa đắt đỏ này để đánh vào hậu phương thay vì dùng nó ở tiền tuyến. Có ý kiến cho rằng hành động này chẳng khác gì đem dao bầu để giết ruồi. Họ cho rằng đây là một lựa chọn thật lãng phí. Hiện thì chưa có thông tin chi tiết về các thiệt hại của phía Nga. Và đến rạng sáng ngày hôm nay, ngày 16 tháng 5, phóng viên chiến trường Nga đã đăng tải video cho thấy lực lượng hàng không vũ trụ Nga tiến hành các đợt không kích vào các điểm tập kết nhân lực và thiết bị của Ukraine theo hướng Avdiivka. Sau đó ít phút là video về chiếc xe bọc thép Humvee đa dụng, vốn được gọi là quái thú, được Washington trang bị cho Ukraine cũng bị phá hủy. Trước đó Aviapro đã cho thấy một đoạn video rằng hệ thống tên lửa phóng loạt Buvaroy của Ukraine đã bị Lancet của Nga phá hủy. Và đến thời điểm ghi hình, chúng tôi đã nhận được thông tin rằng quân đội Nga đã chiếm được Masyutivka, một đầu cầu đã được lực lượng Nga tạo ra ở hữu ngạn sông Oski ở phía bắc Kupiansk. Điều đó có nghĩa là quân đội Nga đang tiến gần hơn đến sông. Điều đó có nghĩa là quân đội Nga đang tiến gần hơn đến sông Oski và gây khó khăn hơn cho lực lượng vũ trang Ukraine. Có vẻ như là lực lượng Nga đã bắt đầu thăm dò dọc theo các tuyến của mặt trận. Hiện tại thì các lực lượng Nga được cho là đã kiểm soát một thành trì của Ukraine ở phía bắc của Kupiansk và giữ vững nó cho đến khi quân chủ lực của họ tiếp cận Masyutivka và các vùng lân cận khác. Dựa theo bản đồ và thông tin mà chúng ta vừa đề cập thì có vẻ như là tuyên bố tấn công đạt được bước tiến của Ukraine sẽ cần phải xác minh lại. Vì nếu như phản công mà có tiến triển thì quân Nga phải bị đẩy lùi lại phía sau chứ không thể tiếp tục tiến lên phía trước như vậy. Vào cuối ngày hôm qua thì truyền thông Nga Sputnik đã đưa tin về việc Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của họ lần đầu tiên đã đánh chặn tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow. Thông tin về việc phá hủy hai tên lửa loại này đang được xác minh. Và cùng ngày thì các máy bay chiến đấu của Nga đã bắn hạ hai trực thăng của không quân Ukraine là Mi-24 và Mi-8. Tổng cộng kể từ đầu tháng thì Kiev đã mất 11 máy bay và 3 trực thăng. Các chuyên gia lưu ý rằng hàng không Ukraine đang hoạt động tích cực hơn vào tháng 5 sau khi nhận được các loại máy bay hiện đại có thể phóng tên lửa tầm xa. Hôm nay đã có thông tin về việc Pháp sẽ chi viện cho Ukraine tên lửa tầm xa như là một phần của gói viện trợ mới. Theo lời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Pháp cũng có tên lửa Storm Shadow đang được hoạt động. Và ở Pháp thì người ta gọi nó là Scalp Eagle. Được biết đây là một loại tên lửa hành trình siêu chính xác và cực kỳ nguy hiểm. Chúng có thể xuyên thủng bất kỳ một hàng phòng thủ nào của đối phương. Bên cạnh đó thì Defense News đã đưa tin rằng chính phủ Anh có kế hoạch đào tạo phi công Ukraine làm việc trên máy bay chiến đấu F-16 bắt đầu từ mùa hè năm 2023. Đồng thời, các cuộc tham vấn vẫn đang được tổ chức với các quốc gia khác về khả năng cung cấp các máy bay này cho Kiev. Nguồn tin của chính phủ cho biết, chúng tôi vẫn chưa tuyên bố về việc sẽ cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, ít nhất là chưa chính thức. Nhưng trong tương lai, một kịch bản như vậy là khá tự nhiên. Theo dự kiến thì điều này sẽ xảy ra không sớm hơn năm 2024. Cần phải lưu ý rằng Vương quốc Anh đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine bằng cách chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tự tin rằng Kiev đã nhận được đủ số lượng tên lửa như vậy để đáp ứng nhu cầu quân sự của mình. Số lượng tên lửa ước tính mà Kiev có thể nhận được lên tới 600 quả. Hơn nữa, 200 quả trong số đó đã được chuyển tới Kiev. Như vậy, trong thời gian tới, cuộc chiến trên bầu trời sẽ chiếm vai trò chủ đạo trên chiến trường và đây sẽ là mảnh đất cho Nga thể hiện sức mạnh hàng không của mình.
Nếu Nga hạ gục được các loại vũ khí tiên tiến trên không của phương Tây, đây sẽ là minh chứng cho tính hiệu quả của các thiết bị phòng không và tác chiến điện tử mà Nga đang sở hữu. Nó cũng là cơ hội để Nga phô trương sức mạnh và thúc đẩy các đơn hàng quân sự. Nga giáng đòn mạnh vào ông lớn NATO ở Ukraine. Như chúng ta đã biết, diễn biến trên chiến trường trong những ngày qua, NATO đã đưa cho Ukraine rất nhiều những loại vũ khí nguy hiểm. Tuy nhiên, Nga lại xóa sổ từng lượt một. Hôm trước thì tạp chí Mỹ Forbes đã viết rằng Nga đang tích cực phá hủy các loại pháo của Ukraine, bao gồm cả những loại được các nước phương Tây viện trợ. Tổn thất của Ukraine là rất nặng nề. Trong số khoảng 152 khẩu pháo kéo M777 cỡ nòng 155 ly đã đặt chân đến Ukraine thì hơn 1/3 đã bị hư hại hoặc bị phá hủy. Ấn phẩm này cho biết. Bài báo này cũng lưu ý rằng Nga đang vô hiệu hóa các loại pháo tự hành, đặc biệt là AHS Grab của Anh và M109 của Mỹ. Trong bài báo này có đoạn, mất mát dao động từ 18 đến 21% trong số hơn 180 chiếc được giao. Ít nhất 36 chiếc đã bị hư hỏng hoặc phá hủy. Như vậy thì có thể thấy rằng quân đội Nga đang đối phó thành công với các thiết bị của phương Tây đưa vào chiến trường Ukraine. Những loại vũ khí hạng nặng cũng đã bị tiêu diệt và có vẻ như cuộc chiến trên mặt đất không phải là lợi thế cho các loại vũ khí của NATO. Cho nên bây giờ đây, họ đã chuyển sang một cuộc chiến trên không. Và nếu muốn giành thế chủ động trong cuộc so găng này thì Ukraine sẽ cần có một nguồn cung máy bay chiến đấu, tên lửa chiến lược, hệ thống phòng không dồi dào. Và mặc dù Anh và Pháp cũng đã nói tới việc chuyển giao những loại máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa như vậy cho Ukraine, tuy nhiên, số lượng này sẽ là không đủ. Trong bối cảnh đó, có một thông tin đầy bất lợi đã đến với Ukraine hôm nay. Ukraine có thể mất đồng minh quan trọng Slovakia. Trong vài tháng nữa, cuộc bầu cử quốc hội sớm sẽ được tổ chức ở Slovakia. Đảng SMIA thân Nga đang chiếm ưu thế và được coi là đảng được yêu thích. Các phương tiện truyền thông phương Tây dự đoán sự gia tăng quyền lực ở Slovakia của những người theo chủ nghĩa dân túy cánh tả đến từ đảng này. Người lãnh đạo đảng SMIA, Robert Fico, được công chúng gọi là phiên bản địa phương của nhà lãnh đạo Hungary Viktor Orbán. Trong 10 năm làm thủ tướng Slovakia, ông tự coi mình là đối thủ của Hoa Kỳ và Ukraine. Đồng thời, các nhà báo nhấn mạnh rằng một bộ phận đáng kể người Slovakia đã chúc Nga hoàn thành thành công chiến dịch đặc biệt, coi đây là một cuộc đấu tranh cho công lý. Tờ Spectator của Anh đã cảnh báo rằng nếu Slovakia đổi hướng thì Kiev sẽ gặp khó khăn trong việc trung chuyển và sửa chữa các thiết bị quân sự của phương Tây. Ngoài ra, vấn đề liên quan đến tình trạng dư thừa nông sản của Ukraine cũng sẽ trở nên trầm trọng hơn. Slovakia gần đây đã bàn giao 13 chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 cho lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng mà ông Fico gọi đây là một sai lầm. Theo ông, không cần thiết phải can thiệp vào cuộc xung đột này. Và giờ đây, nếu như ông Robert Fico trở thành nhà lãnh đạo của Slovakia, điều này đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ phải từ giã giấc mơ về nguồn viện trợ máy bay từ nước này. Khoảng cách về năng lực kiểm soát bầu trời sẽ càng khó có thể rút ngắn hơn cho dù Ukraine có được sự trợ giúp từ phương Tây. Vậy thì liệu rằng Kiev sẽ chống đỡ như thế nào? Chúng ta hãy chờ đợi thời gian trả lời. Ngân sách Mỹ sắp hết tiền phân bổ cho Ukraine. Hôm nay truyền thông Mỹ Politico đã đăng tải một bài báo cho biết việc kết thúc viện trợ cho Ukraine đang đến rất nhanh và rằng gói viện trợ trị giá 48 tỷ USD của Hoa Kỳ dành cho Ukraine mà Quốc hội đã thông qua vào tháng 12 năm 2022 hiện chỉ còn lại khoảng 6 tỷ USD. Điều này có nghĩa là vào giữa mùa hè này thì Mỹ có thể sẽ hết tiền để viện trợ cho Kiev. Tờ báo này viết rằng trong số tiền còn lại, một số nhà lập pháp lo ngại về kế hoạch tương lai của Nhà Trắng. Không biết khi nào thì chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ lại yêu cầu Quốc hội duyệt chi cho một gói viện trợ lớn khác. Tuy nhiên, nhiều dân biểu được Politico phỏng vấn tin rằng việc tài trợ sẽ còn tiếp tục mà không bị gián đoạn, đặc biệt là trước cuộc phản công dự kiến của quân đội Ukraine. Theo một quan chức của chính quyền Tổng thống Biden, Nhà Trắng hiện đang thảo luận về việc phân bổ một đợt hỗ trợ quân sự mới cho phía Ukraine. Người ta không biết chính xác nhu cầu của Kiev có thể thay đổi như thế nào trong hoặc là sau cuộc phản công. Ông ấy nói như vậy, nhưng mà chính quyền hoàn toàn cam kết hỗ trợ Kiev trong dài hạn. Mặc dù là nói như vậy, nhưng mà hiện tại Nhà Trắng cũng đang phải đau đầu vì ngập chìm trong nợ nần. Cho nên, việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối từ Đảng Cộng Hòa, vốn muốn cắt giảm chi tiêu cho Kiev. Ngoài ra, ấn phẩm này đưa tin rằng sự thất vọng của phía Ukraine do tốc độ cung cấp vũ khí trì trệ ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Tờ báo dẫn lời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các loại xe bọc thép mà Mỹ hứa hẹn chỉ đến theo đợt nhỏ giọt. Điều này mâu thuẫn với lời của chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu, Christopher Cavoli, nói rằng Ukraine đã nhận được hơn 98% số xe bọc thép được yêu cầu. Bất luận là Mỹ đã hết tiền để viện trợ cho Ukraine hay là các kho vũ khí của các nước NATO đã cạn kiệt, thì câu chuyện viện trợ vẫn sẽ còn tiếp tục, tức là phương Tây vẫn sẽ còn muốn kéo dài cuộc chiến này. Trong tương lai, rất có thể phương Tây sẽ chuyển giao vũ khí hạt nhân chiến thuật cho Kiev. Bởi vì đầu tiên, đó là đạn uranium làm nghèo đã được chuyển giao. Bây giờ đây, máy bay chiến đấu cũng đã được chuyển giao.
thì chắc chắn sẽ không còn bao lâu nữa vũ khí hạt nhân chiến thuật cũng có mặt trong danh sách các mặt hàng viện trợ. Trong tình hình hiện tại, Ukraine sẽ cần máy bay chiến đấu cho 4 nhiệm vụ chính, đó là bắn hạ tên lửa hành trình và máy bay không người lái, hỗ trợ quân đội Ukraine trên mặt đất, kiểm soát tình hình ở Biển Đen và đặc biệt đó là có thể thay thế các loại máy bay cũ do Liên Xô sản xuất bằng các loại máy bay chiến đấu của phương Tây. Có một điểm đáng lưu ý đó là Mỹ luôn muốn bán máy bay chiến đấu do mình sản xuất, cho nên chắc chắn họ sẽ ngăn cản Ukraine chuyển sang sử dụng các loại máy bay chiến đấu của NATO, thay vào đó là dùng máy bay chiến đấu của Mỹ. Tuy nhiên, nếu như trong quá trình tác chiến tiêm kích của họ bị phòng không Nga bắn hạ hàng loạt, tức là nếu như Nga có thể bắt bài và vô hiệu hóa các máy bay chiến đấu của Mỹ, thì điều này cũng đủ làm cho doanh số bán tiêm kích của Hoa Kỳ giảm mạnh. Cho nên, cuộc chiến trên bầu trời lúc này đầy rủi ro, nhưng cũng là cơ hội cho tất cả. Và sức mạnh không quân của Nga tới đâu thì chúng ta sẽ đánh giá chúng trong thực chiến. Như chúng ta đã biết, điều mà Hoa Kỳ lo lắng nhất đó là sự hùng mạnh của Nga. Bây giờ đây, bức tranh kinh tế của Nga và Mỹ đang được đảo ngược. Theo kết luận dựa trên số liệu của Ngân hàng Thế giới và hàng loạt các cơ quan chiến lược quốc gia, vào năm 2022, giá trị hàng hóa của dịch vụ Nga đã đạt 2,3 nghìn tỷ đô la. Đây là lần đầu tiên họ quay trở lại top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ năm 2014, xếp hạng thứ 8. VOV đã đăng tải thông tin này. Đang nói là châu Âu và Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lớn chưa từng có đối với Moscow và tuyên bố rằng họ sẽ ngừng nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga. Sau tất cả, Nga vẫn vươn lên bất chấp mọi lệnh trừng phạt. Và lần này thì Mỹ thực sự đã bị tát vào mặt. Tất cả các lá bài đã được tung ra vốn định dùng để hạ bệ nền kinh tế Nga, buộc Nga phải đầu hàng. Cuối cùng, mọi sự việc không thành công. Cuộc chiến này đã kéo dài một năm, Nga không những không thu hẹp nền kinh tế của mình, mà còn vượt lên bất chấp xu thế. Và điều này khiến cho Hoa Kỳ cùng các đồng minh của họ chết lặng. Trên thực tế thì điều này không phải là do Nga đã trở nên mạnh hơn, mà là vì nền kinh tế các quốc gia phương Tây đã lâm vào tình cảnh trì trệ. Và tình cảnh này cũng không phải do Nga gây ra, mà là do chính sách sai lầm của phương Tây đã tự làm suy yếu chính họ. Đồng thời, nó khiến cho giá cả năng lượng tăng cao chót vót, và với tư cách là một nước xuất khẩu năng lượng, Nga đương nhiên sẽ thu được lợi nhuận từ việc tăng giá này. Điều đáng nói đó là Nga còn thuận thế để làm suy yếu vị thế thống trị của đồng USD bằng một tuyệt chiêu, đó là phi đô la hóa. Như vậy thì có thể thấy rằng nước Nga dưới thời của ông Putin đã trở nên vĩ đại hơn, và đây là nỗi sợ hãi lớn nhất của nước Mỹ. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.